đi ăn ở quán bình dân. Cô gái hốt cả hèn khi nhận được chiếc hóa đơn xinh xinh nhưng mức giá tận gần 1 triệu chỉ 3 món. Ăn uống là nhu cầu của con người. Chính vì nhu cầu cao nên các quán ăn cũng mọc lên như nấm. Thế cơ mà, nhiều chủ kinh doanh lại làm ăn chẳng quan tâm. Bán đồ thì ít nhưng giá thì rõ đắt, khiến các anh em lỡ xa chân vào phải khóc thét vì mất máu quá nhiều. Ôi giời ơi! Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đã kể lại lần đi ăn sang chảnh bất đắc dĩ của mình. Được biết, cô cùng bạn có chuyến du lịch đến Sapa vào dịp cuối năm. Thế nhưng, đến trưa đói quá, cả nhóm liền vào một quán ăn bình dân gọi 3 món đơn giản, gồm 2 suất cơm gà, 1 đĩa thịt lợn, 1 chai nước ngọt và nước khoáng. Nghĩ bụng những món này rất bình thường nên cô không hỏi giá. Ai dè đâu, đến cái lúc tính tiền thì úi giời ơi, tổng là 925.000 đồng cho 3 món ăn và 2 chai nước. Một số người đã thấy bức xúc cho cô vì cái giá quá đắt đỏ này. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng cô đã sai khi quên không hỏi giá trước khi ăn. Cũng biết nhu cầu ăn uống của con người ngày càng cao, các hàng quán ở trung tâm phải thuê với giá đắt đỏ nên mới bán tăng giá một chút. Thế nhưng, tăng như vậy là hơi bị ố dề quá rồi. Các anh em lần sau cũng rút kinh nghiệm, nhớ hỏi giá tiền trước khi ăn để tránh xảy ra trường hợp mất tiền trong nước mắt như thế này nhá. Các bạn nghĩ sao? Comment ngay cho TV Trend biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.